Xin chào các bạn đến với Tech One. Tại sao mình lại lên topic năm 2024 có nên mua iPhone 11 nữa không? Bởi có rất nhiều bạn thắc mắc về điều này. Một chiếc điện thoại iOS, xem phim, lướt web mượt mà giá còn rẻ nữa thì có nên mua không? Và iPhone 11 sẽ thích hợp cho những đối tượng nào? Theo dõi hết video này thì bạn sẽ rõ. Cho đến thời điểm hiện tại thì nhà Apple đã dừng bán iPhone 11 rồi, nên muốn mua mới bạn cũng phải tìm khá mất thời gian. Chủ yếu mọi người sẽ tìm đến những bản line new với mức giá tốt hơn, nhưng chất lượng thì vẫn cực kỳ ổn áp. Trên trang web của Tech One hiện tại, mẫu iPhone 11 này đang có mức giá chưa đến 8 triệu cho bản 128GB và chỉ gần 7 triệu cho bản 64GB mà thôi. Nó cực kỳ vừa túi tiền cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc thậm chí là phù hợp với cả những người đang đi làm mong muốn sở hữu một chiếc iPhone mượt mà, dễ dàng sử dụng. Về ngoại hình của iPhone 11 thì nhà Apple đã trang bị cho em này rất nhiều màu sắc: trắng, đen, xanh min, đỏ, tím, vàng. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng màu sắc phù hợp với sở thích của bản thân. Để đánh giá về ngoại hình, trừ nhiều màu ra thì thật sự mà nói, vẻ ngoài của chiếc iPhone này không có gì nổi bật. Nó không khác gì chiếc iPhone 8, trừ thiết kế camera lạ hơn. Với thiết kế bo viền cộng với màn hình vẫn là chiếc tai thỏ chiếm diện tích. Mình đánh giá kiểu dáng của iPhone 11 khá cũ, không trendy như thiết kế viền vuông vức của các mẫu điện thoại ở thời điểm hiện tại. Với tầm giá khoảng 7-8 triệu, mình chắc chắn với các bạn rằng rất khó có thể mua được một chiếc Android nào không bị đôi chút lắc giật. Nếu muốn sở hữu những chiếc Android mà không lắc giật thì chỉ có từ khoảng 20 triệu đổ lên thôi. Còn về chiếc iPhone 11 này, vì được điều khiển bởi hệ điều hành iOS nên cực kỳ mượt mà. Các chuyển động animation của em này không gây ra cảm giác khó chịu cho người dùng. Mà kể cả những dòng iPhone 6, 7, 8 hay X cũng vậy, kể cả dùng đến vài năm trời cũng rất là ok, mượt khỏi chê. Về khoản này thì mình thấy đây là một chiếc điện thoại dễ dùng, phù hợp để sử dụng cho nhu cầu cơ bản. Hôm trước mình có đọc thấy một comment của một bạn. Bạn ấy bảo là từ iPhone 11 lên iPhone 12 Pro Max chỉ dùng lướt Facebook thì chẳng thấy khác gì. Thế mới thấy iPhone 11 để sử dụng cơ bản, không yêu cầu quá phức tạp thì khá ổn áp. Về camera, tất nhiên không có gì đặc biệt. Camera của iPhone 11 cũng có độ phân giải huyền thoại là 12 megapixel, có camera góc rộng phụ trợ cho camera chính. Khả năng quay chụp cũng rất tốt, camera của em này cho ra hình ảnh có độ chi tiết cao. Còn về ở điều kiện thiếu sáng, chiếc iPhone 11 cũng chụp rất ok vì được trang bị tính năng chụp đêm với khả năng thu sáng và xử lý hình ảnh ở mức ổn. Tất nhiên nó chỉ dừng lại ở mức ổn thôi, không quá tốt như những đời máy mới. Nhưng có còn hơn không mà phải không các bạn? Về phần góc siêu rộng thì chiếc iPhone 11 này cho ra những hình ảnh khá chuẩn. Phần ảnh ở viền không bị bóp méo, ánh sáng và màu sắc thu về cũng tương đồng với camera chính luôn. Bên cạnh đó thì em này cũng được hỗ trợ chụp xóa phông hay chụp chân dung nữa. Nhưng mà điểm ấn tượng hơn cả phải kể đến ở chiếc camera này đó là việc quay phim. iPhone 11 cho ra những thước phim vô cùng ổn định, lấy nét mượt mà, tự nhiên và khả năng chống rung tốt. Bạn có thể quay những thước phim, sau đó hậu kỳ để đăng TikTok hay dùng iPhone 11 để livestream cũng rất ngon. Mình khẳng định là so sánh với sản phẩm video cho ra thì không có một con Android nào trong tầm giá này có thể đáp ứng được. Về màn hình, iPhone 11 sở hữu màn hình có kích thước là 6.1 inch. Màn hình vẫn là IPS LCD như các thế hệ trước. Đây là loại màn hình có chất lượng kém hơn hẳn với độ phân giải thấp, tần số quét cũng ở mức 60Hz. Trong khi nằm trong một series mà iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max thì lại được trang bị tấm nền cao cấp OLED với độ phân giải cao hơn, mang đến trải nghiệm xem phim, chơi game thích hơn. Thế nên với những người có yêu cầu cao về phần màn hình thì iPhone 11 chắc chắn không đáp ứng đủ, mà bạn cần cân nhắc sang những mẫu máy tốt hơn. Về hiệu năng thì iPhone 11 là chiếc iPhone sở hữu con chip A13 Bionic. Đây là con chip khá mạnh, có đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu chơi game của anh em. Mình đã chơi thử game Liên Quân Mobile trên em này và thấy rất ổn áp. Tất nhiên là bạn nên để mức setting vừa phải thôi. Nếu để max setting thì sẽ rất hao pin và máy nóng rất nhanh. iPhone 11 thì mình nghĩ dành cho các chị em ổn hơn, vì chị em ít khi chơi game, còn anh em thích chơi game thì chắc không hợp. Bởi con chip thì ổn, nhưng pin của em này không trâu. Thêm cái nữa là màn hình nhỏ, chơi game chắc chắn không được đã. Đang đà nói về pin của em iPhone 11 này thì mình xin review tiếp. Em này có dung lượng pin 3110mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 18W. Dung lượng pin 3110mAh có thể giúp bạn sử dụng chiếc máy này lên đến 6 tiếng một ngày với các tác vụ cơ bản như sử dụng mạng xã hội, xem phim, nghe nhạc. Nhưng dành cho những anh em nào hay cày game thì thời lượng pin cộng với việc hỗ trợ sạc nhanh chỉ 18W thì không đáp ứng được.
hoặc là nó sẽ đáp ứng trong trường hợp bạn thích kè kè bên cạnh với chiếc sạc dự phòng cả ngày. Nói chung, nếu các bạn chỉ sử dụng các tác vụ ở mức cơ bản như xem phim, lướt web, dùng để quay video thì mình nghĩ chiếc điện thoại iPhone 11 này có lẽ khá phù hợp. Nhưng để chơi game hay mong muốn có một chiếc điện thoại pin trâu để làm việc, học tập hiệu quả hơn thì chiếc điện thoại iPhone 11 này thực sự không phải là một lựa chọn lý tưởng cho lắm. Mình nghĩ nó sẽ là lựa chọn tốt cho các bạn học sinh, sinh viên, những người chỉ cần sử dụng điện thoại ở mức cơ bản hay muốn bắt đầu trải nghiệm sử dụng hệ điều hành iOS. À thêm nữa, như đã phân tích trước đó, em này có ưu điểm là quay phim khá tốt, vậy nên nếu bạn nào muốn mua máy để phục vụ nhu cầu quay video, đăng TikTok hay livestream bán hàng thì cũng có thể cân nhắc lựa chọn em này nhé. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn cho mình một chiếc iPhone ưng ý. Và nếu muốn cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ, hãy bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của TechOne nhé.